kẹo không được trọng Lâm nè. Anh Lâm là người á chụp miếng và sẽ có cái sự reaction với em. Anh Giang nhiều khi ảnh lo tổng thể anh mệt, còn anh Lâm chị đã chọc ghẹo ổng. Dạ. Nhưng mà nhiều khi anh cọc anh quýnh á. Hôm qua gian nan, hôm nay cô ta thật như là điều tươi mới. Bay cao bay xa, sân bay sẽ ga những tòa tháp cao trong trời. Người đẹp người ngoan người tài nô nữ, tuổi già tuổi xuân sáng tươi muôn phần. Mình đi tham quan kinh thành Huế, bia quan họ Bắc Ninh. Người tặng bàn bia chắc chẳng miệng tay. Ta nhảy múa cùng chiên nơi người cao đất rừng tây nguyên. Hành trình rực rỡ, Việt Nam sẽ rạng rỡ. Má theo trường dạy khóa 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 vô máy vô trước. Máy đâu? Vô vô vô. Đi đi. Vô mình đâu này luôn à? Ráng lên. Bé ráng nói nhiều lên em mà em suy nghĩ cái gì đó mới lạ. Đúng, là không có bám bên chị. Giống như rap á thì em còn nghĩ câu mới không đúng không? Dạ. Thì em nói chuyện cũng vậy. Em chọc khóa, em chọc ghẹo, em tìm cách em ghẹo người này ghẹo người kia mới được. Xong rồi ghẹo người chọc Lâm nè. Anh Lâm là người á chụp miếng và dạ, sẽ có cái sự reaction với em. Anh Giang nhiều khi ảnh lo tổng thể em mệt, còn anh Lâm nè chị đã chọc ghẹo ổng. Dạ. Nhưng mà nhiều khi anh cọc anh quýnh á. Anh cọc anh quýnh á. Coi như chị chưa nói gì đi. Rồi, xin. Ôi, lạnh. Bây giờ thật sự là ngăn nước chua nha em. Em chua lắm. Em mặc bồ này cho ba cái game rồi. Quá trời. Ngay tưởng ngồi mà ăn lẩu Thái không nữa. Ba cái lẩu. Ba cái lẩu. Lẩu không bây giờ. Ở đây không phải lẩu Thái, lẩu măng chua. Măng chua. Thấy không, đừng có điểm nha, tức ghê không. Kiếm khác coi, đang bị điểm đó. Lẩu Thái, măng chua. Rồi, tới cái là gì nữa? Nó bị điểm. Thấy không? Dù em phải nói không, không gân không phải măng chua mà là chao. Đúng, mà là không phải, em nghĩ chỉ là bò nhúng giấm. Thấy không? Khán giả có coi và khán giả có nghe nữa. Ý là dạy cho em nó mới còn gì ấy. Nè, những cú này sẽ lấy gì dựng hình nè. Xương non thiên. Non xanh mà nước biếc. Con nhặt mày chéo. Tại sao cái cây cáp keo nó bị nghiêng? Hay là họ phải làm như thế? Anh làm cho em mượn nha. Gì vậy em? Anh không nấu. Ơi, trời hồi nãy em mua cái quạt xong cái em tặng cho ban tổ chức luôn rồi. Em giật lại. Một xíu này em giật lại để em phục vụ cho mọi người. Ê, em hỏi lên nó chua quá này. Anh đang ủ chưa? Đang hấp dầu trong này. Đem bạch sản ở đây về hả? Nó có cái mùi mà dầu gió của mấy cô. Bà đẻ. Em tâm sự gì đi. Sợ cuộc đời em có gì sóng gió chưa? Sóng gió em có rất nhiều sóng gió. Ví dụ? Ví dụ? Học xong 12 em làm gì? Học xong 12 là em đi học đại học được 2 tháng. Tại vì em... Dạ. Tại vì em đi xa quá. Với lại em đi học em bị đụng xe 2 lần. Cho nên em mới 2 tháng mà đụng xe 2 lần. Là em chạy em có mở mắt không bé? Em đi học sớm, em bị một bạn em chở là lúc đó là nó cũng buồn ngủ, xong là tụi em bị té một lần, còn một lần là em tự té. Có sao không? Dạ, có chứ chị, có sao nhiều luôn. Cho nên là em mới cảm giác là không hợp. Là học đại học bao lâu? Ủa gì đi học mà té xe cơ mà? Là cái không hợp học. Em ơi, không phải. Nó cũng hiệu sản luôn rồi đó. Cái đó là do ý thức mình vô tình, vô ý, mình buồn ngủ quá chứ không phải là không hợp. Dạ, nói chung là kiếm lý do thôi. Rồi sau khi mà nghỉ học xong thì làm cái gì? Mì khay Vi Phong càng ăn càng dính. Mì khay Vi Phong càng ăn càng dính. À là cái lý do mà, ý là lúc đó là em nghỉ học. Là em có gặp mẹ em hẹn mẹ em ra cà phê nói chuyện. Là hai mẹ con ở chung với nhau hả? Dạ không, ý là... Mấy lúc... kể khó hiểu quá, càng em càng khó hiểu. Là khoan, là lúc gia đình em mà có
giống như là có những cái buổi gặp gỡ nói chuyện mà nghiêm túc á là em sẽ hẹn ra cà phê, tại vì ngồi trong nhà rất là hầm. À sao mình không sắm máy lạnh cho má mình. Wow, là nghiêm túc là phải ra cà phê. Ở nhà là sẽ bị cảm giác gia đình. Đó, nó bị tù. Giống như nói chuyện tâm sự thôi. Dạ đúng rồi. Mẹ em đồng ý không? Mẹ em đồng ý, mẹ em nói là mày làm như là, nói chung là từ đầu là mẹ em biết em không thích học đại học rồi. Yeah. Nhưng mà em vẫn cố gắng đi học. Biết sao rồi, tại hẹn quá cà phê mà mẹ không dám quýnh. Ở nhà là cô không bị quýnh. Đúng. Sao bị ăn cỏ lông gà liền. Không, nhưng mà tính ra mẹ em tiến bộ á. Tại vì cũng chịu lắng nghe những cái tâm sự của con và những cái ý thích của con á. Dạ. Mẹ em với em đáng lý ra là thật sự ra là không hợp nói chuyện với nhau. Bình thường em với mẹ em nói chuyện với nhau cỡ 10 câu là cãi lộn liền. Hàng chi phải ra quán cà phê chứ ở nhà mới con có chuyện phải không? Dạ. Tới công chuyện với mẹ. Em biết sao em hay cãi lộn với mẹ em không? Dạ tại sao ạ? Tại vì mẹ em còn sống á. Anh không có mẹ mà. Anh Giang ơi, anh làm em deep ngang. Anh nói nghiêm túc. Hồi xưa chị cũng vậy. Dạ không, ý là em cái chuyện nó xảy ra với em 3 năm trước rồi, cho nên ý là sau này em mới nhận ra là mình không có cần phải cãi ba mẹ làm gì nữa. Thật ra ba mẹ mình muốn mình tốt thôi, em hiểu không? Dạ. Đấy. Đúng không? Nhưng mà cách truyền tải á, những người lớn với người nhỏ khác nhau. Nói gì nói chứ ba mẹ cũng chỉ thương con thôi. Dạ. Nên ráng thương ba mẹ nhiều hơn. Yes. Chơi ba mẹ nhiều hơn. Đúng rồi, dạo gần đây là em chỉ dành thời gian với gia đình. Anh Giang ơi, đi từ từ thôi. Thôi đây là anh đây. Ngồi đi. Nặng quá. Ê, thôi lên, mặt anh Giang hớp luôn kìa. Mặt anh hớp lại thật luôn. Mặt anh đang hớp luôn anh Giang. Anh có muốn mỗi người một viên không? Lên đi. Để anh sẽ được. Thôi, không, chờ em bọn em sẽ chờ anh. Chờ, em phải đi phía sau anh. Đây mới gọi là tình đồng đội. Mọi người thấy không? Nhờ chuyến đi này mà chúng ta gắn kết hơn, yêu thương nhau hơn. Trời ơi, thật sự nha, mặt lưng đã làm đã vi lai rồi mọi người. Vi lai được không? Đất vi lai mình xoay nghiêng qua đi ạ. Vâng. Đây, thấy đất cạnh vi vi lai liên mọi lần chưa? Cầm nó du ra. Quá trời đây. Và bây giờ lên đây là cái nào sửa là biết liền. Tại vì nó đưa ra quá hiểu không? Bình thường là người ta còn nghi, ở cái thằng này không biết nó có sửa hay không. Lên mà leo lên đây không là còn nghi ngờ gì nữa. Không còn nghi ngờ nữa. Tôi sửa mũi động cam nữa quý vị. Tại thì chúng tôi đã đi gần tới rồi. Chỉ còn mấy trăm bậc thang nữa thôi. Nhưng mà nó hơi dựng đứng tí. Tôi vẫn thấy là ok và chúng tôi yêu quý nhau hơn. Phải nói là lúc mà bình thường thì không sao ba, nhưng mà lúc mệt rồi thì một cộng tóc cũng làm thêm nặng nề ha. Đúng. Bởi vậy mấy người mà chơi thể thao người ta mới cắt tóc đầu tiên. Không phải. Người ta mới chơi, người ta cột thêm những cái vật chì vào chân đó. Ủa ai biết tưởng cậu đâu. Để cho lúc mà xong người ta thi thật người ta nhẹ hơn. Đúng rồi. Ê, tụi mình chụp tấm hình đi. Selfie. Nó selfie đúng không? Sáng sáng tôi đã làm selfie tấm hình. Sáng ở đây nè anh làm. Rồi vào. Ok. Rồi ok. Cầm đi luôn. Đi. Cố lên, cố lên. Xong chưa anh? Không, cứ đi vậy bước đi, anh cũng mệt, anh cũng nghỉ nữa giờ. Ôi, giống đây du ký quá vậy. Giờ không có đi liền thôi. Anh có đi 10 đường hành trình hả anh? Ê, hào quang tỏa sáng phía sau tụi mình kìa. Trời ơi, đẹp quá à. Phải phim cố lên. Đẹp lắm nha, 1, 2, 3. Đất đẹp luôn, 1, 2, 3, không thể đẹp hơn. 1, 2, 3, 2, anh hơi tung dung quá. Rồi, ok. Đó, xinh nè, 1, 2, 3. Rồi, cảm ơn rồi. Ba. Rồi. Thằng này chụp không? Dạ không. Chụp đi con, không có đầu nào lên đây được đâu. Ê, Khái đứa mình chưa chụp. Thôi, lên lên lên, lên quay, sụp nắng rồi. Sao phải đi, sao phải đi. Ui, sao mình cứ mê tu vậy? Tôi mê lắm. Thôi. Phải có hình có like. Có hình có thôi, like. Thôi, 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 thôi. Đừng có hả lợi dụng ảnh của tôi nữa. Đúng không? Hơn. Hơi nghèo rồi đó. Cố lên, cố lên. Cố lên, cố lên. Sắp tới nơi rồi. Cố lên nè. Cố lên. Cứ nhịp bước, ôm chặt đất nước, cho tim lòng thêm tình yêu quê hương. Hành trình rực rỡ, để lòng ghi nhớ, quê hương Việt Nam biết bao tự hào. Hành trình rực rỡ, ôm lấy sắc hương Việt Nam tôi, để lòng ghi nhớ,
Việt Nam sẵn sàng dạng đời.